nghĩ về em nên lòng xót xa, cảm xúc đang muốn được kiềm tìm nên anh lại xót xa. Hát đúng tông chính là cái thứ quan trọng nhất mà các bạn cần phải làm trước khi chúng ta đóng tôn. Tất nhiên là các bạn có thể ngồi pitch correcting cả buổi để biến cái giọng hát của các bạn từ sai thành đúng, nhưng mà tưởng nghĩ cái trường hợp crush đòi các bạn hát live thì làm sao, xấu hổ. Nghĩ về em nên lòng xót xa. Sau khi đã thu âm đúng tông xong thì hãy gắn cái voice mà các bạn vừa thu được vào một cái track bất kỳ. Mà ví dụ ở đây là track số 9 vì tôi thích thế. Mở bảng mixer lên và hãy thêm vào track số 9 một cái auto tune chứng nhận bạn là một con robot thực sự. Đến đây thì vẫn chưa xong đâu, những chú chim sơn ca của tôi á. Bạn phải biết được cái beat của bạn nó đang nằm ở tông gì. Và làm sao để biết được điều đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở một video khác. Tạm thời thì con beat này của tôi đang đánh ở re thăng trưởng, cũng là tông gốc của MCK. Rồi, chọn tông xong rồi thì ở đây sẽ có hai thứ mà các bạn cần phải lưu tâm. Cột retune speed càng nhanh thì tune sẽ càng mạnh. Cột humanize càng cao thì nhân tính của các bạn sẽ càng rõ. Và tất nhiên là khi đã xem cái video này rồi thì ai cũng muốn làm robot cả. Nên là retune speed sẽ để max và humanize để off. Tôi gọi đó là đóng tune ngập mồm. Và nghe cái giọng hát của các bạn nó sẽ như thế này. Nghĩ về em nên lòng xót xa, cảm xúc đang muốn được kiếm tìm nên anh lại xót xa. Nghe ra tune rồi đúng không? Thế nhưng mà như này mới được nửa quãng đường thôi các đồng chí ạ. Thêm một ít màu sắc, một chút ad lib và một giọng bè đi cùng thì làm sao? Và cuối cùng thành quả của chúng ta sẽ là